sáng nào. Mà sao thấy em thân quen, em ơi em tên là gì, đi đâu mà sao đẹp thế, em ơi em ở làng nào, hay đi lối này về đâu, em ơi em nói đi nào, rồi anh chỉ đường em đi. Đây anh chờ em đi, đi đâu để anh dẫn lối, lại đây anh đưa em về, yên tâm chúng ta về làng. Em ơi em ở làng nào mà sao anh thấy em rất là quen, em ơi em tên là gì, đi đâu mà sao đẹp thế, em ơi em ở làng nào, mà sao thấy em thân quen, thân quen, em ơi em tên là gì, em tên là gì, đi đâu mà sao đẹp thế, hãy đi lối này về đâu, em ơi em nói đi nào, rồi anh chỉ đường em đi, nơi đây anh chờ em đi, đi đâu để anh dẫn lối, đến anh đưa em về, yên tâm chúng ta về nào, lại đây anh đưa.